Với mục đích hộ trì Tam Bảo trợ duyên để chư Tôn Đức Tăng Ni an tâm tu học trong mùa an cư, ngày 26 tháng 6 năm 2022 nhằm ngày 28 tháng 5 năm Nhâm Dần vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa đã phối hợp cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Huệ đến thăm viếng và cúng dường các điểm trường hạ trong tỉnh Long An. Phái đoàn do Đại Đức Thích Lệ Duyên, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa làm trưởng đoàn. Đi cùng đoàn có Thượng tọa Thích Nhuận Thành, Ủy viên ban trị sự, trưởng ban kinh tế tài chính Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó ban trị sự kiêm trưởng ban kinh tế tài chính Ban trị sự Phật giáo huyện Đức Hòa. Đại Đức Thích Thiện An, Ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Huệ. Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Đức Hòa, Phật giáo huyện Đức Huệ, Chư Tôn Đức Tăng Ni các chú xứ và hơn 800 Phật tử cùng tham gia. Được biết, năm nay có tất cả 13 điểm an cư kiết hạ trên toàn tỉnh Long An với gần 1.000 hành giả, trong đó có 4 điểm thuộc trường trung cấp Phật học với gần 200 Tăng Ni sinh đang theo học nội trú khóa 7, niên khóa 2019-2022 và khóa 8 năm 2021-2024. Chùa Linh Nguyên, Chư Ni trường Trung cấp Phật học Long An, khóa 8, Chùa Long Thành, Chùa Phát Minh, Chư Tăng trường Trung cấp Phật học Long An, khóa 8, Chùa Thiên Khánh, Chư Tăng trường Trung cấp Phật học Long An, khóa 7, Chùa Thiên Phước, Chư Ni trường Trung cấp Phật học Long An, khóa 7, Tổ đình Linh Nguyên, Chùa Thiên Châu, Tịnh Xá Ngọc Tâm, Chùa Kim Cang, Chùa Tào Khê, Chùa Tôn Dân, Chùa Hòa Bình, Chùa Long Hoa. Ngoài ra, trong chuyến đi, phái đoàn còn đến thăm trường Bồ Đề Phương Duy, ngôi trường do Phật giáo Long An thành lập. Nơi đây hiện đang nuôi và dạy hơn 300 em học sinh với 3 cấp học là tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, hoàn toàn miễn phí. Nhằm tạo thuận duyên cho chư hành giả an cư tu học trong 3 tháng, ngoài phần tịnh tài hỗ trợ, phái đoàn còn có các phần dược phẩm như gạo, muối, đường, mì, trái cây, dân dân và một số thực phẩm khác. Với tổng kinh phí của toàn bộ chuyến đi là hơn 600 triệu đồng do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa, huyện Đức Huệ vận động chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng phát tâm ủng hộ. Tại mỗi trú xứ, đại diện chư Tôn Đức trong đoàn dâng lời tác bạch cúng dường. Chư Tôn Đức ban chức sự các trường hạ cũng gửi lời tri ân chư Tôn Đức và quý Phật tử trong phái đoàn. Tại điểm cuối cùng nơi chùa Long Hoa, Đại Đức trưởng đoàn đã dâng lời phát biểu cảm niệm chư Tôn Đức, quý Phật tử đã phát tâm trợ duyên với nhiều phương diện để chuyến cúng dường trường hạ năm nay được thành tựu viên mãn, chuyến đi kết thúc trong sự hoan hỷ của đại chúng.